Hôm qua là bao nhiêu người đây cũng như sự được gửi là chiều hôm qua cái dự này. Trung học trường được rồi. Chúng ta có sao được nhận không? Ai về? Vào chiều hôm nay cũng không nào ạ. Một chiều hôm nay. Rồi, cảm ơn. Thì cái phần tài liệu về cống tạo những nhân vật của khoa những cái hình cái như các cái trường trưởng ấy, các anh như tổ trưởng ấy là có anh đại diện nhóm thì các anh có thể đến với kết quả các đô tô số này này. Tôi sẽ gửi cho anh phần tài liệu. Cảm ơn anh bài giảng, anh em có thể tham khảo và chúng ta sẽ tham khảo. Thế ở cái nội dung hôm nay thì chúng ta chuyên về cái phần an toàn lao động trong khoa. Cái nội dung của bài giảng này thì sẽ gồm ba phần. Một đó là khoa đang là một thiết tính năng chung thuộc cái quy chuẩn 07 quản lý. Theo vậy sẽ có quy định chung không phải bỏ mãi. Và khoa thì chia làm hai loại. Đây gọi là theo nguồn động lực chúng ta chia làm hai loại là khoa đặc biệt và khoa sử dụng tay. Còn bản chất của cái phần khoa đặc biệt này nó còn chia ra cũng là hai loại theo cái cấu tạo liên quan đến cáp và khoa đặc biệt. Cáp cáp và xích. Chúng ta sẽ qua được như thế này. Chúng ta sẽ đi ứng dụng thứ nhất là về đấy quy định chung. Đây sẽ xem cái video trước của chúng ta rồi. Cùng hoặc không cùng bộ phận dứt động thành một khối.
nó phải thành một khối. Nghĩa là về bản chất của nó là anh không có di chuyển ngay, như là anh khi anh làm việc nó sẽ khối cái khoảng ngang cái vị trí nó treo của anh, có thể phải móc cái kẹo anh đã bị treo. Đây là cái chung của quan trọng. Cái thứ hai chúng ta có nghĩa là những cái bằng cấp. Bằng cấp thì gồm có thể được quy hay được lực. Cho nên chúng ta đi một khái niệm định nghĩa theo tiêu chuẩn. Còn cái hai cầu trục ví dụ triển hai chúng ta trên nó gọi là xe con, xe con di chuyển. Cái cầu ba chiếc thì thế nào? Ba chiếc là phải có tải trọng một tấn trở lên thì mới có cái xếp ở ta. Và đối tượng này thì đối tượng này thì là không được chỉ cái đấy phải phải đấy. Còn các bạn mà thấp hơn đối tượng thì chúng ta phải không phải định mà chúng ta chỉ cần kiểm tra chúng ta phải dùng thời gian nhỏ. Thế ở đây thì chúng ta sẽ có mấy cái như này. Cái thứ nhất là quang phải đáp ứng yêu cầu chung theo quy định của tiêu chuẩn của quản cái đáp án là quy chuẩn thì là bắt buộc thực hiện, đúng không? Nó phải đảm bảo tuân thủ yếu tố này. Thì ở đây chúng ta sẽ có quy định quản lý an toàn trong chế tạo được tổng lưu thông lắp đặt và sử dụng quy định sẽ có một quy định chung như vậy. Cái này thì chúng ta biết thôi, tại vì bản chất chúng ta không phải là đơn vị sản xuất, cái này đối với chế tạo của trường gốc được công bố hợp quy. Cái này bản chất trên cái van của ta có dán một cái dấu có chữ CR trên cái bảo hiểm. Có tổ chức chứng nhận là chỉ này. Thì cái van đấy mới được phép lưu thông trên thị trường. Kể cả là nhập khẩu hay là sản xuất trong nước đều chung cái yếu tố này. Nó chỉ khác nhau về phương thức đánh giá. Cái van này nó chỉ tiêu kỹ thuật ở trong nó sẽ đánh nhau. Đấy, thì cho riêng một cái điều kiện của chúng ta. Tiếp theo là cái điều kiện để đủ lắp đặt, tức là khi chúng ta mua qua rồi đủ điều kiện lắp đặt nó gồm có như này, những điều kiện này. Thứ nhất là cầu sản xuất, cầu sản xuất thì các anh nhìn nhiều mà biết thì sẽ không lưu trữ được của nhân viên anh. Nếu muốn tốt thì các anh nên chuyển có một sao đô lưu trữ sửa thì chúng ta sẽ biết tất cả những chỉ số nhân lực của nó. Thì sau này chúng ta còn kiểm tra thì móc rồi cáp hoặc là xích đĩa đồng trọng các bạn đấy có đồng trọng và tương đối chúng ta. Cái thứ hai là cái chức năng quy định tôi nói rồi, các bộ phận chi tiết máy mà chế tạo ở nhiều nơi khác nhau để đảm bảo cái tính năng kỹ thuật của các thiết bị nhân của mình tên. Ví dụ nhà hàng thì xây dựng được bếp cả cần chế tạo nào thì nó phải có tương đối chung và cái này chúng ta phải xem trên hồ sơ kỹ thuật của nó khi là đứng rất chuẩn. Đối với yêu cầu đối với đơn vị lắp đặt như chúng ta này, khi chúng ta mua về chúng ta lắp đặt để đưa vào sử dụng chúng ta nâng bậc thì phải có yêu cầu tham gia để thực hiện yêu cầu. Chúng ta phải có đủ các kỹ thuật về đào tạo kỹ thuật chuyên ngành của máy này, có đủ công nhân kỹ thuật về nghề để huấn luyện an toàn và sức khỏe. Khi mà khi mà bản chất của chúng ta đây là khi chúng ta sử dụng thì là có được đào tạo và bằng chứng của đào tạo đấy là chứng chỉ nghề. Thứ hai là các anh chị được huấn luyện an toàn xây dựng tốt đẹp. Bình thường qua một cái là cái quy hoạch bảo dưỡng hay là
sửa chữa bảo số định kỳ nó là mấy tháng rồi, hay là cứ hỏng thì chúng ta mang ra thôi. Cây ở đây qua những người ở trường 1 một thương lượng tay, cái này kỹ thuật viên tôi phải làm có trách nhiệm mà đi làm trực tiếp chỉ có chồng thôi đúng không? Bây giờ anh chạy anh châu tay ai ai ở trường 2 thương lượng tay, hôm nay có ai bắt đầu tiên thì cho người này còn mấy anh em đó. Rồi, cái bất trưởng một là tôi làm qua này. Mình tìm là số này là vừa qua năm mình đã thay kiểm định thường xuyên định kỳ. Đã kiểm định của chúng ta đã có thời gian để kiểm định một phần chứng minh những nội dung của chúng ta để đảm bảo an toàn thôi. Thế nên bảo dưỡng của chúng ta để cho nó tốt đảm bảo cũng bảo dưỡng này khác hoàn toàn. Ở đây là nội dung cái quản lý chúng ta quan tâm và quan tâm đến nội dung này. Quản lý sử dụng an toàn kinh doanh, cái này là chúng ta quan tâm và cái này là chúng nhà nội dung của bài thi ngày hôm nay chúng ta quan tâm là đúng. Cái thứ nhất là chỉ sử dụng kinh doanh của mình sẽ cho tốt được kiểm định. Thế các chúng ta anh kia mà các kiểm định về thiết bị đây số thì qua một cái thì không thường như ở trường hai là mấy năm bốn năm hết. Thế các trường khác cái này của anh là một năm rồi. Nó sẽ có hai quy định, một là 3 năm, hai là 1 năm. Đối với yêu cầu thi kinh doanh chung với 3 năm thì cũng là một yêu cầu khác nữa. Nó là phụ thuộc vào cái gọi là sức làm việc hay nó đúng là cái quá trình làm việc của nó nặng nhẹ nhiều ít, nghĩa là thời gian làm việc là một yếu tố này. Thứ hai là thường xuyên nâng tải và cái giá trị phần trăm so với tải định mức, ví dụ 1 tấn anh nâng 2 tạ, 5 tạ hay 7 tạ, đúng không? Với thời gian làm việc mình quyết định thì thời gian cho mọi cái thời gian sau mà chúng ta 1 năm này thì thế này rồi. Thứ hai là bố trí nguyên nhân làm việc theo đúng đặc tính kỹ thuật tải trọng và thời hạn quy định. Cái này chắc chắn là chúng ta anh em chúng ta làm đúng rồi. 1 tấn thì chúng ta không thể nâng quá cái vật tấn nào. Thứ hai là đảm bảo đủ ánh sáng và yêu cầu an toàn khác để cho chức năng nào của sinh tồn. Thế các cái vị trí các nhà nghiệp thì ánh sáng thế nào được rồi? Anh làm được không? Tại vì là cái thị lực của mỗi người sẽ khác nhau, sức quan sát của chúng ta sẽ khác nhau. Ví dụ như anh thường tiện ở đây chúng ta ngoài cái chiếu sáng chung chúng ta quay chiếu sáng cục bộ là nhỏ đúng không anh nhỉ? Quay cho anh bằng đúng không nhỉ? Có cái chiếu sáng cục bộ ở chỗ đấy. Thì ở đây giá trị chiếu sáng anh lưu ý sau này chúng ta có điều kiện chúng ta thử cả cái smartphone của chúng ta trên xe đây có cái nội dung đo chung là đo tiếng ồn và ánh sáng. Tất nhiên cái gần đúng này. Không như thiết bị chung chung của chúng ta sử dụng đo chính xác. Điều chỉ làm việc của các anh sẽ đáp ứng cái ánh sáng là từ 300 đến 500 lít. Ở đây dưới 300 thì nó phải là tối. Trên 500 mà thông thường đến 750 thì gọi là chói. Hai vùng này không tốt thì không đảm bảo anh quan sát. Các bạn là người ta chỉ cho cái vòng từ 300 đến 500 phải thôi thì chúng ta sẽ đủ vũ trang làm việc thoải mái đấy. Thì có cái chỉ số này anh lưu ý cho cái sáng này một cái là phải bố trí đủ người làm việc tùy theo điều kiện không thể hết hơn 2 người. Các bạn thì tại sao phải bố trí 2 người? Mình điều khiển với chị nhau. Các cô thì nghe đi theo. Cái này đúng nhất. Một người là điều khiển, một người là vừa mức tải. Khi mà chưa làm cái điều khiển của cô cũng chẳng là mức tải. Rồi sinh ra, rồi điều chỉnh vật nâng. Rồi đông đưa, rồi quay lại. OK.
con người công trình trong cái quá trình này. Ở đây chúng ta có thể thực hiện những rào chắn xung quanh có cảnh báo khu vực nước ngang. Chúng ta tiếp theo là tổ chức khắc phục các sự cố mà nếu mà có theo hàng một cái điện. Mỗi thiết bị nâng phải có sổ theo số các bảo dưỡng sử dụng thì thay thế bộ phận của ứng dụng hình sản xuất. Cái này các anh nếu mà tổ anh chưa có cái phần sổ theo dõi này, anh phải làm nhé. Cái sổ theo dõi này, ví dụ là anh ABC hoạt động chúng ta này, cái này này, thì chúng ta sẽ có một cái bộ phận. Thứ nhất là về khi mà thiết bị khoa học góc thì chúng ta cũng biết rõ là ai là người của nó. Cái thứ hai là khi mà phân công lãnh đạo của xưởng hay tổ đội của phân công có cái tình huống xấu hoặc là có tai nạn lao động xảy ra thì chúng ta cũng có cái theo dõi chính thống và chúng ta sẽ làm cái thủ tục về tai nạn lao động chính xác. Chúng ta có sổ lao ca. Ở đây có một cái rất là người quản lý kỹ thuật như này. Người nói về cơ bản này, hiểu tính năng của phụ trách này, biết đến các tiêu chuẩn, quy chuẩn về cái bao này. Nói như vậy là chúng ta là những người làm trực tiếp, nhưng mà các anh tổ trưởng, trên một anh tổ trưởng các anh chính phó quản lý thì các anh phải nắm hết cái này. Khi sử dụng thiết bị nâng bất kỳ trong trường nào cũng phải có người bảo kinh nghiệm. Số lượng cái người bảo kinh nghiệm phải phụ thuộc vào cái độ lớn hay gọi là các kích thước lớn của phần nâng. Tại vì có thể bị mất, chúng ta sẽ quyết định. Cái nội dung này chúng ta sẽ tiếp theo.